n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Xin chào mọi người, mình là Thia. Hôm nay mình làm cái video này để giải đáp một vài thắc mắc của một số bạn về cách mà mình add thêm một cái bubble vào trong Glow hoặc Marvelous Design mà vẫn điều chỉnh được tính chất vật lý của nó. Như cái hình ảnh mà mình đang mở ra đây, mình có thể may, mình có thể may vải và mình cũng có thể điều chỉnh trọng lượng. Và khi mà mình animation nó thì nó vẫn đi theo, không bị đứng tại một cái vị trí ở trong không gian.